Nè nè bác Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch nước ơi, cô game thủ livestream Milena chỉ nói đùa với bác thôi, rằng là bác chỉ có lưa thưa vài cộng, bác hối đầu vì xem phim 18 cộng. Ơi hơi sức đâu mà bác phải tức giận réo gọi công an an ninh vào cuộc làm rùm beng chứ gì bác. Cho nó phiền phức thiên hạ lại biết nước Việt Nam ta không có quyền tự do ngôn luận này nhé. Bác càng tức giận, bác càng lớn chuyện, chẳng khác nào bác đi hơn thua với đứa con nít. Người ta nói bác làm chính trị đến đầu hói, đến chức chủ tịch nước mà không có đủ bản lãnh thì nhục lắm đó bác ơi. Quá nhục luôn đó bác ơi. Nè. Những người xem phim 18 cộng nhiều thường hay nói à, ok không?